mình sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu bồn cầu treo tường đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Toto. Bồn cầu hôm nay Vân giới thiệu thì có mã số là CW192. Thì đây là mẫu bồn cầu treo tường sẽ gồm có thân cầu, nắp và các nước. Ở đây thì cũng sẽ có nút nhấn được hiện ra bên ngoài. Thì để cho chúng ta dễ phân biệt thì đầu tiên bồn cầu này là các nước được âm tường kết hợp chung với một khung sắt được sơn tĩnh điện như thế này. Thì có một cái yêu cầu nhỏ đối với các bạn, đó là thường thì tường phải là tường dày 20 hoặc là tường dài 10 có thể lắp được, nhưng các bạn phải có thêm một cái bệ ở phía bên ngoài nữa. Thì cái phần nút nhấn này sẽ được lắp nổi ở phía bên ngoài tường. Đây, bồn cầu treo tường này sử dụng công nghệ Cefiontech chống bám bẩn giúp cho bồn cầu luôn giữ được vẻ sáng bóng như mới. Thì bồn cầu này sử dụng nắp đóng êm này. Nắp đóng êm hạn chế tiếng ồn, được làm bằng nhựa cao cấp. Thì ở phía bên trong các bạn có thể để ý thì lòng bồn cầu khá là sâu, cho nên khi là sử dụng sẽ hạn chế được việc nước văng ra bên ngoài. Hơn nữa thì bồn cầu này sử dụng hệ thống xả xi phong giúp cho đẩy sạch mọi vết bẩn xuống chỉ trong một lần xả. Một ưu điểm của bồn cầu treo tường so với những mẫu bồn cầu thông thường đó là bồn cầu treo tường thì có thể chịu được lực nặng lên đến 300 kg. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì mọi người có thể liên hệ đến siêu thị Kim Quốc Tiến nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.